Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 18 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 18 tháng 10, tỉnh ủy tổ chức tiếp nhận ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tham dự có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, chia sẻ về những mất mát thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Cao Bằng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tinh thần lá lành đùm lá rách, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức đã tổ chức kêu gọi, vận động và nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn, đóng góp tiền mặt, gạo và chăn ấm hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục thiệt hại thiên tai. Bày tỏ cảm xúc tự hào trân trọng với truyền thống kiên cường bất khuất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của tỉnh Cao Bằng với nhiều di tích lịch sử nổi tiếng gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, nay là Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, đoàn kết vươn lên, sớm khắc phục khó khăn, giúp người dân xây dựng nhà ở, tái thiết cuộc sống, tiếp tục đưa tỉnh Cao Bằng phát triển. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức dành cho nhân dân tỉnh Cao Bằng. Đồng chí nhấn mạnh, Cao Bằng là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão số 3, với gần 60 người thương vong mất tích và thiệt hại lớn về nhà ở, công trình giao thông, trường học, trụ sở làm việc, kênh mương thủy lợi. Trong khó khăn hoạn nạn, tỉnh Cao Bằng đã nhận được sự hỗ trợ của nhân dân trong cả nước, động viên, hỗ trợ kịp thời giúp tỉnh từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống. Mặc dù thiệt hại lớn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nỗ lực đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với nhiều kết quả tích cực, tổ chức được nhiều sự kiện quan trọng cấp quốc gia và khu vực. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tập trung xây dựng hỗ trợ nhà ở cho các hộ mất nhà hoàn toàn, có thiệt hại về người, các hộ phải di rời do nguy cơ sạt lở, hỗ trợ tạo sinh kế lâu dài cho người dân và khôi phục thiệt hại về cơ sở vật chất. Các phần quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức có ý nghĩa rất thiết thực, giúp tỉnh Cao Bằng có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả cơn bão gây ra, giúp người dân tái thiết cuộc sống, phát triển sản xuất. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức đã trao 1 tỷ đồng tiền mặt và 10 tấn gạo, 1.000 chăn ấm trị giá 500 triệu đồng, trao 50 triệu đồng tiền mặt của Thầy Chùa Thích Đàm Quy, trụ trì Chùa Bảo Đài, Chùa Tuyết Sơn, huyện Mỹ Đức, ủng hộ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục thiệt hại do hậu quả cơn bão số 3. Ngày 18 tháng 10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo các ban ngành và hơn 100 đại biểu đại diện cho trên 140.000 hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Khuyến học tỉnh triển khai mạnh mẽ, sâu rộng phong trào thi đua khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, xây dựng mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có trên 2.300 chi hội khuyến học với trên 141.000 hội viên, chiếm 25,4% dân số, tăng 27.000 hội viên so với năm 2019. Trong giai đoạn có 83,2% gia đình được công nhận gia đình học tập, 76,2% cộng đồng, thôn bản, tổ dân phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 85,4% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập. Quỹ khuyến học khuyến tài đạt trên 17 tỷ đồng cả giá trị hiện vật, khen thưởng trao học bổng trên 3.000 suất cho học sinh, trị giá trên 5 tỷ đồng, khen thưởng người lớn tự học thành công và các mô hình học tập tiêu biểu trên 200 suất trị giá trên 200 triệu đồng.
tỉnh hội tiếp nhận học bổng Quỹ Châu Á dành tặng cho 170 học sinh nữ hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực cố gắng vươn lên học tập khá giỏi của 6 trường trung học phổ thông. Nhiệm kỳ 2024-2029, các cấp hội khuyến học tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hình thành phong trào học tập sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, triển khai hiệu quả và nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình học tập, phấn đấu đến năm 2029 tỷ lệ hội viên trên một dân số đạt trên 25%. Quỹ khuyến học phấn đấu đạt mức từ 30.000 đến 35.000 đồng một người. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh ghi nhận và biểu dương Hội khuyến học tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp vận động các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Tiếp tục quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thứ hai là tập trung xây dựng tổ chức hội khuyến học từ tỉnh cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh phát triển các tổ chức hội và hội viên theo hướng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, nhất là năng lực vận động nhân dân thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Thứ ba là rà soát nghiên cứu phát triển quỹ khuyến học theo hướng đa dạng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, vận động thu hút các nguồn ủng hộ hợp pháp từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Thứ tư, kịp thời giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình, cách làm hay trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh. Và thứ năm là hội khuyến học các cấp tập trung đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò tư vấn tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, qua đó góp phần củng cố nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước và tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn tiếp theo. Đại hội bầu Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 26 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mai Phương, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khóa 5, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội khuyến học tỉnh, tặng bằng khen 4 tập thể, 1 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn năm 2019-2024. Chiều ngày 18 tháng 10, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Tham dự có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Theo báo cáo cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có 73 nhiệm vụ cụ thể, tính đến nay đã hoàn thành 31 nhiệm vụ, đạt 43% kế hoạch. Kế hoạch cải cách hành chính của các sở ngành Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đề ra 1.315 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành đạt 63% kế hoạch. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.780 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. Trong 9 tháng đầu năm, đã giải quyết 143.778 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 98%, cung cấp 1.769 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 75%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 51%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 48%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 83%. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo điều hành và chất lượng báo cáo cải cách hành chính tại một số cơ quan đơn vị còn hạn chế. Việc đánh giá thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính chưa được thường xuyên, tiến độ thực hiện nhiệm vụ còn chậm, chưa đảm bảo. Một số đơn vị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn vẫn còn,
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn thấp. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đề nghị các sở ngành cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính tỉnh, nêu cao vai trò các thành viên Ban chỉ đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát, tiếp tục xây dựng các mô hình cải cách hành chính điểm. Cần phối hợp giữa các sở ngành cơ quan đơn vị trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh dịch vụ một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện hiệu quả đề án 06, tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy tổ chức, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm. Đối với tài chính công, thực hiện công khai tài chính đúng quy định, tiếp tục thực hiện quy chế tự chủ một phần, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp. Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, thanh toán trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin mạng, khuyến khích các đơn vị hiến kế các giải pháp sáng kiến đổi mới công tác cải cách hành chính. Chiều ngày 18 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố và trao quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đồng chí Đoàn Thị Lê An. Tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mong đồng chí Đoàn Thị Lê An tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, uy tín, học hỏi kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. Cùng Ban chấp hành Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ, tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đoàn Thị Lê An gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng thời bày tỏ trên cương vị mới sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đề ra, đưa công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng tặng lãng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Thị Lê An. Chúc đồng chí trên cương vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 18 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chất vấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu 10 huyện, thành phố. Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phiên họp tập trung chất vấn hai lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và nông lâm nghiệp. Có 14 câu hỏi chất vấn các vấn đề như đầu tư nâng cấp cải tạo xây dựng mới các khu du lịch theo quy hoạch, các sản phẩm du lịch, xây dựng các tour tuyến du lịch trong tỉnh, liên tỉnh, quốc tế, quản lý các khu du lịch tự phát, công tác đào tạo, huấn luyện các vận động viên đảm bảo đủ điều kiện tham gia thi đấu đạt thành tích cao trong khu vực, trong nước, quốc tế, nguồn nhân lực trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện nghị quyết số 78 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. Trồng, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý sử dụng đất thuê của các công ty doanh nghiệp, chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất theo quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác, trồng rừng thay thế. Tại phiên chất vấn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, các sở ngành liên quan đã tiếp thu giải trình, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của một số nội dung còn tồn tại. Các đại biểu cũng đưa ra một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện.
Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng đánh giá cao sự nghiêm túc cầu thị trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành trong việc trả lời chất vấn. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu đề xuất điều chỉnh sửa đổi những quy định tại Nghị quyết 78 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và phát huy được hiệu quả nghị quyết trong thực tiễn. Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những vướng mắc về thủ tục hồ sơ đối với khu vui chơi giải trí Xuân Hòa Sơn, huyện Hòa An. Việc cưỡng chế giải tỏa các hộ dựng lều bán hàng trái phép gây mất mỹ quan tại khu vực chân thác Bản Dốc, huyện Trùng Khánh. Đồng thời, kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự, sắp xếp hàng quán, làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quy định điều chỉnh giảm diện tích thuê đất, xem xét thu hồi đất lâm nghiệp đối với các công ty thực hiện kém hiệu quả, ra soát làm rõ công khai về diện tích quy hoạch trồng rừng sản xuất. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều tra, khảo sát lập dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện các cơ chế chính sách dự án phát triển nông nghiệp nông thôn tại địa phương theo quy định của Trung ương để doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều sự lựa chọn và quy định tiếp cận một trong nhiều cơ chế chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp nhất. Ngày 17 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị lần thứ 21 mở rộng, đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 9 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hạ Lang tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 50,9% kế hoạch, tổng thu ngân sách bằng 66% dự toán giao, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 80,8% kế hoạch, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 10 tiêu chí, tăng 0,25 tiêu chí so với đầu năm, 237 hộ di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn đạt 33% kế hoạch, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 110 nhà đạt 25% kế hoạch. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được chú trọng, kết nạp 85 đồng chí đảng viên mới, đạt 68% kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, kế hoạch đột phá, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, việc triển khai các chương trình dự án trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình dự án, các chương trình dự án sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, nông lâm nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện. Chiều ngày 18 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2024. Tham dự có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi và các đồng chí trong ban tổ chức, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Cuộc thi diễn ra trong hai đợt, đợt 1 từ ngày 22 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024, đợt 2 từ ngày 5 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2024 với 49.000 người đăng ký dự thi. Kết thúc cuộc thi có 65.419 lượt người tham gia thi và 1.833 lượt người trả lời đúng 20 trên 20 câu hỏi trắc nghiệm. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao chứng nhận và giải thưởng cho 10 tập thể, 38 cá nhân và 4 giải phụ cho 3 tập thể, 1 cá nhân. Trong đó nội dung tập thể giải nhất thuộc về huyện Bảo Lạc, giải nhì thuộc về huyện Thạch An và huyện Quảng Hòa. Nội dung cá nhân giải nhất thuộc về Hoàng Thị Thơ, trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Trình, huyện Thạch An, giải nhì Lý Ánh Nguyệt, phòng nội vụ, huyện Hạ Lang, Nguyễn Thị Huệ, văn phòng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Tư Thị Huệ, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi, biểu dương các đơn vị tập thể có kết quả đạt tốt, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớn.
nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và đánh giá việc triển khai cuộc thi đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cơ quan đơn vị, đồng thời đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vận động cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng các cuộc vận động, tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2024, qua đó giúp hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ban dân vận tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức đoàn đến thăm tặng quà và trao sổ tiết kiệm cho các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 tại huyện Nguyên Bình. Cùng đi có lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy Cao Bằng. Đoàn đã trao tặng 12 sổ tiết kiệm cho 12 trẻ em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 thuộc thị trấn Tĩnh Túc và xã Ca Thành với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trưởng Ban Dân vận Cao Tiến Dũng chia sẻ với những thiệt hại mất mát về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện, mong muốn huyện Nguyên Bình sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị, gia đình, người nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chăm sóc, hỗ trợ trẻ, có thêm nhiều hoạt động thiết thực và làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho trẻ mồ côi, từng bước ổn định cuộc sống, có cơ hội được học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội trong thời gian tới. Chiều ngày 17 tháng 10, đoàn công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đến trao tặng quà ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Bảo Lâm. Với tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng địa phương khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 gây ra, đoàn công tác đã trao tặng 250 triệu đồng hỗ trợ cho 5 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, gồm các gia đình tại xã Yên Thổ, thị trấn Bắc Miều, xã Thạch Lâm, xã Nam Quang và xã Vĩnh Quang, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng. Tiếp nhận sự ủng hộ, đồng chí Bí thư huyện ủy cảm ơn tình cảm, sự quan tâm ủng hộ của đoàn công tác, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các tập thể, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong thời gian tới để có thêm nhiều người dân được hỗ trợ trong lúc khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Tại huyện Bảo Lạc, đoàn thiện nguyện Thắng Hiền, tổ 10 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng và thẩm mỹ Helen, Hà Nội đến hỗ trợ 8 tấn gạo cho nhân dân ba xã Hưng Thịnh, Kim Cúc và Phan Thanh. Trong đó, xã Hưng Thịnh 4 tấn, xã Kim Cúc 3 tấn và xã Phan Thanh 1 tấn với tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Dịp này, đoàn thiện nguyện cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho gia đình ông Sùng A Và ở xóm Cốc Lại, xã Phan Thanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình éo le, một mình nuôi 4 cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, động viên ông và các cháu vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chiều ngày 18 tháng 10, Học viện Hậu cần phối hợp với Công ty Cổ phần 22, Tổng cục Hậu cần và Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình. Đoàn thăm hỏi động viên và trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo của các xóm Nà Chẵn, Khuổi Hoa, Cảm Tẹm, Khuổi Phay, Nà Ngần, Đông Bao, tặng 10 suất quà cho các em học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở của xã, tổng trị giá 40 triệu đồng. Mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, giúp đỡ tạo điều kiện để các gia đình có cuộc sống ổn định, yên tâm phát triển kinh tế. Phát biểu tại buổi trao tặng quà, Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó Chính ủy Học viện Hậu cần nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Chào mừng thành công Đại hội thi đua quyết thắng Học viện Hậu cần giai đoạn năm 2019-2024. Qua đó tri ân những cống hiến hy sinh to lớn của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giữ vững nền hòa bình độc lập dân tộc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chung tay vì các hộ nghèo, đồng thời cổ vũ động viên các tập thể cá nhân trong toàn học viện nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, trưởng thành, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 18 tháng 10, đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác thực hiện đề án số 10 DATU của tỉnh ủy Cao Bằng về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại huyện Trùng Khánh. Thực hiện đề án số 10 giai đoạn năm 2022-2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Trùng Khánh chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả trong hệ thống tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng, củng cố tổ chức, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tổ chức trao trên 2.000 suất quà Tết, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng trên 100 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn từ quỹ vì người nghèo và nguồn vận động của các tổ chức, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Trong năm 2024, phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà rột nát được trên 2,5 tỷ đồng. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã đạt được, đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, cổ vũ động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chiều ngày 17 tháng 10, Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện chương trình giám sát kết quả triển khai thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 6.868 lượt người có uy tín và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp huyện thành phố phê duyệt 1.462 người có uy tín. Đến thời điểm tháng 6 năm 2024, tổng số người có uy tín trên địa bàn là 1.462 người, trong đó người có uy tín là đảng viên 1.150 người, người có uy tín là bí thư, trưởng xóm 358 người. Trong giai đoạn đã cấp phát trên 3,5 triệu ấn phẩm báo in với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, tổ chức một hội nghị biểu dương khen thưởng cấp tỉnh, tổ chức 26 lớp tập huấn cho trên 1.800 lượt người có uy tín, 5 cuộc học tập kinh nghiệm tại các tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị có trợ cấp hàng tháng đối với người có uy tín, hỗ trợ chi phí cho người có uy tín khi thực hiện việc tuyên truyền vận động người dân ở địa phương. Thảo luận tại buổi giám sát, đa số các ý kiến tập trung vào việc nâng mức hỗ trợ thăm hỏi tặng quà Tết, chế độ tập huấn cho người có uy tín, bố trí thêm kinh phí hỗ trợ hàng tháng, xem xét tăng tỷ lệ người có uy tín là bí thư, trưởng xóm trong cộng đồng dân cư. Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tiếp tục quan tâm chế độ chính sách cho người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các chế độ chính sách chưa phù hợp cần điều chỉnh để người uy tín được hưởng tối đa các quyền lợi, theo dõi sát sao việc cấp phát ấn phẩm, tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát các chế độ chính sách, đặc biệt là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho nhóm đối tượng là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục chương trình học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Bắc, ngày 18 tháng 10, đoàn đại biểu dân tộc thiểu số người có uy tín tỉnh Cao Bằng đã đến tham quan học tập mô hình nấm đông trùng hạ thảo tại tổ 6 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý vì mang lại giá trị lớn cho sức khỏe. Do đông trùng hạ thảo tự nhiên rất hiếm nên có giá khá đắt đỏ. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, đông trùng hạ thảo đã được nuôi cấy thành công. Trong đó, đông trùng hạ thảo Lai Châu được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao ở hai dạng đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên sợi và nhộng đông trùng hạ thảo khô. Sản phẩm đã có mặt tại một số triển lãm, hội chợ và thị trường khá rộng trong cả nước. Đoàn đã tìm hiểu về công dụng, kỹ thuật nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, chặt chẽ và chất lượng sản phẩm tại các cơ sở nuôi cấy, sản xuất. Qua chuyến tham quan học tập sẽ giúp cho các đại biểu có thêm kiến thức, có thể áp dụng kinh nghiệm phù hợp với thực tế tại địa phương, từng bước đưa ngành nuôi trồng của tỉnh ngày càng phát triển.
Ngày 18 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức hội nghị bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Tại lớp bồi dưỡng, 160 học viên là cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội, Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn của các huyện Bảo Lạc, Hòa An, Nguyên Bình, Trùng Khánh và thành phố đã được thông tin về khái niệm trong lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, trao đổi thảo luận về chọn nghề, tìm việc làm và khởi nghiệp, các chính sách giáo dục nghề nghiệp trong chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025. Lớp bồi dưỡng nằm trong kế hoạch thực hiện các tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững, qua đó nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, nhất là nâng cao chất lượng lao động nông thôn có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân, gia đình và xã hội. Ngày 18 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 cho 46 học viên là cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ làm công tác giảm nghèo của 10 huyện, thành phố. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được hướng dẫn trao đổi thông tin các nội dung, chuyên đề về hướng dẫn thẩm định và xây dựng báo cáo đánh giá các dự án đa dạng hóa sinh kế tại địa phương, trợ giúp người nghèo, hộ nghèo tiếp cận chính sách và dịch vụ xã hội, phát triển cộng đồng trong giảm nghèo bền vững, tăng cường sự tham gia của người dân trong tổ chức và thực hiện kế hoạch phát triển cộng đồng. Qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, hướng dẫn triển khai các chính sách, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình cho cán bộ làm công tác giảm nghèo để tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh từ 4% một năm trở lên, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 4% một năm trở lên. Riêng huyện Hà Quảng và huyện Trùng Khánh giảm tỷ lệ nghèo đa chiều, giảm 6% đến 7% một năm. Phấn đấu đến hết năm 2025, có 2 huyện Hà Quảng và Trùng Khánh thoát khỏi tình trạng huyện nghèo. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024, 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Một số đơn vị địa phương đã tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Giải giao hữu Pickleball Công an tỉnh tổ chức quy tụ hơn 60 vận động viên đến từ công an các phòng huyện, thành phố. Giải được tổ chức góp phần tăng cường thể dục thể thao, nâng cao tinh thần đoàn kết trong cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh. Giao lưu cổ vũ phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần của phụ nữ, tạo sân chơi để cổ động phong trào thể dục thể thao cho phụ nữ công an tỉnh. Tại huyện Quảng Hòa, Công đoàn cơ sở khối Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa tổ chức buổi giao lưu thể thao với các môn thể thao như pickleball, kéo co và nhảy bao bố. Đây là hoạt động thiết thực động viên đoàn viên công đoàn của khối nói chung và nữ đoàn viên công đoàn của khối nói riêng, thể hiện tình đoàn kết và động viên đoàn viên công đoàn hăng hái tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 18 tháng 10, Sở Công Thương phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Tại buổi huấn luyện, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã quán triệt một số nội dung của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản liên quan. Kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy thoát nạn trong đám cháy và sự cố, tính năng tác dụng, cách sử dụng và bảo quản hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng, thực hành các động tác sơ cấp cứu cho người bị nạn, cách thoát nạn khi có cháy xảy ra, sử dụng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ, tổ chức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, kịp thời ứng phó với các tình huống khi có sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra.
Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.